Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 26 tháng 9, 2021. Chúa Nhật 26 tháng 9, Giáo hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ 26 mùa quanh năm. Bài tin mừng tường thuật với chúng ta lời khuyên của Chúa Giêsu: ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Kẻ đó không theo chúng ta và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xây vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, nơi lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bò rút rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng của phụng vụ hôm nay cho chúng ta biết về cuộc đối thoại ngắn giữa Chúa Giêsu và tông đồ Gioan, người nói thay cho cả nhóm các môn đệ. Họ thấy một người nhân danh Chúa trừ quỷ, nhưng họ ngăn cản anh ta làm vậy vì anh ta không thuộc nhóm của họ. Ở điểm này, Chúa Giêsu mời gọi họ đừng cản trở những ai đang nỗ lực làm thế, vì họ góp phần thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Sau đó, Ngài cảnh báo, thay vì phân chia con người thành người tốt và kẻ xấu, tất cả chúng ta được kêu gọi canh giữ lòng mình, để chúng ta không khuất phục trước điều ác và gây tai tiếng cho người khác. Tóm lại, những lời của Chúa Giêsu đưa ra ánh sáng một sự cám dỗ và đưa ra một lời khuyến khích. Sự cám dỗ là não tràng đóng cửa. Các môn đồ chỉ muốn ngăn cản một việc tốt vì người đã làm việc đó không thuộc về nhóm của họ. Họ nghĩ rằng họ có độc quyền đối với Chúa Giêsu và rằng họ là những người duy nhất được phép làm việc cho nước Thiên Chúa. Nhưng theo cách này, họ sẽ cảm thấy được yêu thương và coi người khác như những người xa lạ, đến mức trở nên thù địch với họ. Thưa anh chị em, mọi sự khép kín trên thực tế đều cầm giữ những người không nghĩ như chúng ta ở khoảng cách xa xa chúng ta. Và điều này, chúng ta biết, là gốc rễ của nhiều tệ nạn trong lịch sử
Chủ nghĩa chuyên chế thường tạo ra các chế độ độc tài và rất nhiều bạo lực chống lại những người khác với nó. Chúng ta cũng cần phải đề phòng sự đóng cửa trong giáo hội, bởi vì ma quỷ, kẻ ngăn cách sẽ tạo ra sự phân chia, luôn gieo sự nghi ngờ để chia rẽ và loại trừ mọi người. Nó tung ra các cám dỗ ranh ma, có thể xảy ra cả với các môn đệ, là những người đến để loại trừ, ngay cả những người đã tự mình đuổi quỷ. Đôi khi chúng ta cũng vậy. Thay vì trở thành cộng đồng khiêm tốn và cởi mở, chúng ta có thể bị cám dỗ để tạo ấn tượng là người đầu tiên trong lớp và giữ khoảng cách với người khác. Thay vì cố gắng đi cùng mọi người, chúng ta có thể đi xa đến mức là thể hiện giấy phép tín đồ của mình. Tôi là một tín đồ, tôi là người Công giáo, tôi thuộc hội này, hội kia, còn những người khác thì không. Thật là đáng tiếc khi chúng ta trưng bày giấy phép của những người tin Chúa để phán xét và loại trừ. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để vượt qua cám dỗ đánh giá và lập danh mục, và xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi tâm lý tổ ấm, canh giữ chúng ta khỏi thói ghen tị, rút lui vào trong một nhóm nhỏ, những người tự cho mình là tốt, như linh mục so với các tín hữu của mình, các nhân viên mục vụ đóng cửa để không ai xâm nhập, các phong trào và hiệp hội trong đặc sủng riêng của họ, vân vân. Như thế là đóng cửa. Tất cả những nguy cơ này làm cho các cộng đồng Kitô trở thành những nơi xa cách và không hiệp thông. Chúa Thánh Thần không muốn đóng cửa. Ngài muốn sự cởi mở, chào đón các cộng đồng, nơi có chỗ cho tất cả mọi người. Và sau đó, trong Tin Mừng có lời khuyên của Chúa Giêsu: thay vì xét đoán mọi việc và mọi người, chúng ta hãy cẩn thận về chính mình. Trên thực tế, rủi ro là chúng ta không linh hoạt đối với người khác, nhưng lại buông thả đối với chính mình. Và Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng phạm các điều ác. Với những hình ảnh nổi bật, nếu điều gì trong anh em gây ra tai tiếng, hãy cắt bỏ nó đi. Nếu điều gì nên dịp tội cho con, hãy cắt nó đi. Chúa Giêsu không nói, nếu điều gì đó gây ra tai tiếng, hãy dừng lại, suy nghĩ về nó, trở nên tốt hơn một chút. Không, Ngài bảo, cắt nó đi, ngay lập tức. Chúa Giêsu nói rất dứt khoát trong việc này, đòi hỏi nhiều, nhưng vì lợi ích của chúng ta, giống như một bác sĩ giỏi. Mỗi lần cắt, mỗi lần tỉa là để phát triển tốt hơn và đơm hoa kết trái trong tình yêu thương. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, điều gì trong tôi trái ngược với Tin Mừng? Cụ thể, Chúa Giêsu muốn tôi cắt bỏ điều gì trong cuộc đời mình? Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm giúp chúng ta luôn chào đón người khác và cảnh giác với chính mình. Angelus Domini nunc abit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut igne officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovium,
per passionem eius et crucem, a resurrection et gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau: Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest'anno ha per tema verso un noi sempre più grande. È necessario camminare insieme. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới về người di cư và tị nạn. Năm nay, chủ đề của ngày này là hướng tới một chúng ta lớn hơn bao giờ hết. Cần phải cùng nhau bước đi, không định kiến và không sợ hãi. Đặt mình bên cạnh những người dễ bị tổn thương nhất, người di cư, người tị nạn, nạn nhân buôn người và những người bị bỏ rơi. Chúng ta được kêu gọi xây dựng một thế giới ngày càng hòa nhập, không loại trừ một ai. Tôi tham gia với tất cả những người ở nhiều nơi trên thế giới đang kỷ niệm ngày này. Tôi chào mừng các tín hữu tập trung tại Loreto theo sáng kiến của Hội đồng Giám mục Ý nhằm ủng hộ người di cư và người tị nạn. Tôi chào và cảm ơn các cộng đồng dân tộc khác nhau có mặt tại quảng trường với lá cờ của họ. Tôi chào thăm các đại diện của các dự án của Caritas Ý, cũng như văn phòng di cư của giáo phận Roma và Centro Astalli. Cảm ơn các bạn vì dấn thân hào phóng của các bạn. Và trước khi rời quảng trường, tôi mời các bạn đến gần tượng đài đó, nơi Đức Hồng Y Czerny đang đứng, con thuyền chở những người di cư và chiêm ngưỡng ánh nhìn của những người đó và nắm bắt trong ánh mắt đó niềm hy vọng mà mọi người di cư có được ngày hôm nay để bắt đầu cuộc sống mới. Hãy đến đó xem tượng đài đó. Chúng ta không đóng cửa hy vọng của họ. Non chiudiamo le porte alla loro speranza. Esprimo vicinanza e solidarietà a coloro che sono stati colpiti dall'eruzione del vulcano nell'isola La Palma. Tôi bày tỏ sự gần gũi và đoàn kết với những người đã bị ảnh hưởng bởi sự phun trào núi lửa trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canaries. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ. Đối với những nạn nhân và đối với những người cứu hộ, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ được tôn kính trên đảo đó với tước hiệu Nuestra Senora de las Nieves. Hôm nay, tại Bologna, Don Giovanni Fornasini, linh mục tử đạo, sẽ được phong chân phước. Ngài là cha xứ nhiệt thành với lòng bác ái. Ngài đã không bỏ rơi đoàn chiên trong giai đoạn bi thảm của Thế chiến thứ hai, nhưng đã bảo vệ đàn chiên cho đến độ đổ máu tử đạo. Mong lời chứng anh hùng của Ngài sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Xin một tràng pháo tay chúc mừng Tân Chân Phước. Và tôi chào tất cả các bạn, những người Roma và những người hành hương đến từ các quốc gia khác. Đặc biệt, tôi chào mừng phong trào giáo dân của nhà hát Opera Don Orione và đại diện của các bậc cha mẹ và trẻ em liên quan có cuộc chiến chống ung thư. Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành.
và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc một bữa trưa ngon miệng và xin tạm biệt. Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.